Thưa quý vị, một trường hợp vô cùng hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Một em bé 4 tuổi đã rơi xuống từ tầng 10 của một tòa chung cư. Tuy nhiên, đáng nói là cháu bé đã an toàn về tính mạng. Hơn thế nữa thì sức khỏe rất nhanh chóng bình phục, không có tổn thương nghiêm trọng nào. Đến ngày hôm nay, sau 5 ngày gặp nạn, cháu bé đã vui chơi bình thường và không có dấu hiệu nguy hiểm. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên VTC14. Gia đình cháu Đặng Gia Nam những ngày này khá rộn ràng. Ai cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi cháu an toàn sau tai nạn. Khó tưởng tượng được, sau khi ngã từ tầng 10 xuống đất, cháu lại lành lặn và khỏe mạnh như thế này. Chỉ duy nhất vết thâm trên mặt khiến người ta liên tưởng đến một va chạm nào đó của trẻ nhỏ. Không hề tỏ ra đau đớn, cháu Gia Nam vẫn rất tinh nghịch và hiếu động. Trong khi cha mẹ của cháu vẫn còn bàng hoàng và tránh tiếp xúc, thì ông bà không giấu được sự vui mừng, may mắn của gia đình. Cũng không có một cái gì mà tin tưởng là cháu còn sống. Tại vì nghĩ từ lầu 10 mà rớt xuống thì không còn gì cả. Thì cô chú cũng là, thực sự là cũng là rất là thất vọng. Đấy, cái kiểu như là thành giọng. Tôi nghĩ như thành giọng. Còn người dân tại chung cư Nguyễn Biểu xem đây như một kỳ tích. Theo lời kể của người bảo vệ này, cháu Gia Nam bị ngã từ nhà mình ở tầng 10, vướng phải lan can tại tầng 7, rồi tiếp tục rơi xuống đất. Khi phát hiện sự việc, người ta vẫn không tin vào mắt mình. Khi phát hiện là đã mới báo thì chú Dũng mới chạy ra, thấy nó như thế là chưa biết nó như thế nào, nhưng tưởng đâu nó đã chết rồi, thì cho nên không dám, thì mới vào mở loa phát thì coi ai là có đứa bé nhà rơi xuống. Thì vừa ra thì đứa bé nó mới lồm cồm ngồi dậy, mới ẩm đi cấp cứu luôn. Khi mà đưa ra ngoài kia nó còn kêu mẹ nó lên đi với nó bệnh viện nữa mà. Chú tầng ở dưới chú nói là ai đâu mà giục bịch rác xuống vậy, bịch rác mà bự dữ vậy. Thì chú nó mới dòm xuống nó chờ con của người ta té, là mới kéo nhau bu lại thôi. Một trong những lý do người ta cho rằng cháu bé không bị tổn hại nặng chính là do vị trí cháu ngã xuống là phần đất khá mềm. Từ tầng 10 của chung cư Nguyễn Biểu thì cháu Đặng Gia Nam 4 tuổi đã bị ngã xuống khu đất này. Và rất may mắn là vị trí mà cháu Nam bị rơi xuống thì đó lại là một cái mảnh đất rất nhỏ dùng để trồng rau. Và trong những ngày mưa vừa qua thì cái vị trí đất này đã rất là mềm, mỏng và có khi là rất là nhão. Người ta không tưởng tượng được rằng chỉ cách đó 20cm thôi đó là một cái khu đất bằng bê tông. Và nếu như cháu Nam rơi xuống đấy thì cái hậu quả rất khó để lường trước. Còn đây là nơi mà cháu đã hiếu động và trèo lên thành lan can. Nếu không có chiếc ghế nhựa, cháu bé cũng khó có thể trèo cao đến như vậy. Sau tai nạn hy hữu này, gia đình cháu Nam đã phải có phương án khắc phục dù là khá muộn. Muốn là người ta gọi là mất bò mới lo làm chuồng. Đây nói bằng thật, thế là cũng cảnh báo cho những gia đình ở chung cư. Đáng nói là phần lớn các hộ tại chung cư này đều không có tấm lưới chắn lại. Sự bất cẩn từ người lớn chính là nguy cơ, khiến trẻ nhỏ hiếu động rất dễ gặp nạn. Trường hợp cháu Đặng Gia Nam là một báo hiệu nghiêm trọng. Thế nhưng, may mắn hy hữu như cháu bé này, dường như là trường hợp duy nhất từ trước đến nay tại nước ta.